Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 9 tháng 10 năm 2021 về việc bão số 7 chưa tan. Biển Đông có thêm bão số 8 với cường độ mạnh, cơn bão số 7 còn chưa tan nhưng dự báo trong khoảng đêm 11 đến sáng 12 tháng 10. Biển Đông sẽ đón bão số 8 với cường độ mạnh sáng nay 9 tháng 10, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trên vùng biển Thái Bình Dương đã hình thành một cơn bão có tên quốc tế là KOMPASU. Cụ thể, lúc 7 giờ cùng ngày, bão KOMPASU đang hoạt động ở vị trí khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc và 131 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 1.100 km về phía Đông Nam theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Đêm 11 đến sáng 12 tháng 10, cơn bão KOMPASU có khả năng đi vào phía Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 8. Dự báo đây là một cơn bão mạnh khi ở trên biển, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Bộ trong các ngày 13 đến 14 tháng 10. Có thể gây ra một đợt mưa lớn cho khu vực này trong các ngày 13 đến 15 tháng 10. Trong ngày mai, 10 tháng 10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ phát bản tin dự báo đầu tiên về cơn bão KOMPASU. Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, các tính toán dự báo ngày 9 tháng 10 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho thấy có khả năng ngày 16 đến 17 tháng 10 sẽ xuất hiện thêm một áp thấp nhiệt đới hoặc cơn bão khác trên Biển Đông. Cập nhật mới nhất về bão số 7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 10 giờ ngày 9 tháng 10, tâm bão ở vị trí khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc và 109,8 độ Kinh Đông trên khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 8 tức là từ 60 đến 75 km/h. Giật cấp 10, dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc. Mỗi giờ đi được khoảng 10 km và đi vào vịnh Bắc Bộ. Đến 10 giờ ngày 10 tháng 10, tâm bão còn cách Hải Phòng khoảng 90 km. Cách Nam Định khoảng 100 km, cách Thanh Hóa khoảng 170 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến cấp 9. Tức là từ 60 đến 90 km/h, giật cấp 11. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên. Mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News 24/7 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.